anh tổng gỗ cho các bạn coi, đây là phần tổng gỗ các bạn, này giống như bolero các bạn. Cái này là ta văn nhanh các bạn ha, nó giống như là cái thằng bolero. Các bạn lưu ý ha, theo móc đo đi về phía phát 3, phát 4 các bạn, nó khác cái câu chuyện đầu năm ha. Thì khúc tôi sẽ sử dụng toàn bộ là string hết ra, để bạn dễ theo dõi. Người ta chuẩn bị ra điểm phần đó, điểm nốt 17 nó giống như bolero các bạn ha. Nhưng các bạn đánh vừa đừng nhanh quá nha, để tạo cái điều đột phá mới ha. Xin cảm ơn các bạn. Lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc bên thềm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngày gió lụa vai gầy, lầu kín trăng về không lối chiêu, gác cao nâng niềm yêu, thì thôi mơ ước chi nhiều. Bên nhau sao tình xa vạn lý, cách biệt mấy sân quê. Ngày đi mong em xanh biển xanh, mong tôi đừng đừng sầu, lặng nghe tiếng pháo, tiếng ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làn tóc xòa bên rèm, lầu vắng không người song khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe lá rơi bên thềm. Lầu vắng không người sông khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe lá rơi bên thềm. Xin cảm ơn các bạn.
Mà đến với chương trình Học Bò Con 2017, sau đây là cái bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương các bạn. Bài này lấy ballad nhanh các bạn ha. Sẽ có intro và cái phần phang nó cũng tựa tựa giống hai bài trước, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng thay đổi cái những cái tiết tấu để cho nó nhất quá tam, tức là ba bài chúng ta sẽ có những cái cú pháp để chúng ta có kinh nghiệm. Xin cảm ơn các bạn. Những cái bài này có văn bản để các bạn tham khảo. Chuyển động từ cao các bạn, từ cái nốt cao lên xuống nốt thấp, rồi qua cái nốt trung giữa này, từ nốt thấp lên nốt cao các bạn ha. Cái phần này phần điện giữa thôi, tại nó không có khoảng khoảng nghỉ. Cái phần này là đánh vang để qua áp âm các bạn. Đánh cái brass ngắn thôi các bạn ha, nè, cái brass nè. Yeah. Yeah. Ngắn các bạn ha, ngắn thôi nha. Tại vì cái điệp khúc ngắn thôi ha, dàn chỗ này dàn các bạn. Rồi, ta trở qua bài. Thế này ta phân dài các bạn. Dài ha, có hình thức móc đo rất nhiều, tức là nó giống dấu phần cao con cú pháp bolero các bạn ha. Ta áp dụng cái phần thứ trong bolero các bạn. Trong bài này ta có phần ao các bạn, có lưu cái phần ao. Cái phần ao các bạn, hợp âm ba pha qua son qua la thứ các bạn ha, ba pha trưởng qua son giống như flamenco các bạn ha. Xin cảm ơn các bạn. Chào các bạn, đến với chương trình Học Organ 2017, trong cái bài Thiên Đường Ái Ân này đó, phần đầu á chúng ta sẽ có cái phần mà đánh song song, tức là đối điểm tẩu pháp các bạn, rất là hay. Phần thứ nhì là điểm ha, bài này nó tương là cũ rồi nhưng mà nó là thuộc lại cha cha mà có phần nghỉ dài á. Xin mời các bạn thưởng thức. Bắt đầu giang tấu các bạn,
với chương trình học orga 2017. Ba cái bài này đó các bạn, thì chúng tôi sẽ đánh cái bài playback, nhưng mà tôi điểm cái phần brass các bạn. Brass ha. Thì trong cái bài này tôi đã đánh cái giai điệu và hát thâu trên cái phần nhạc nền rồi. Thành ra phần nhạc nền chúng ta đã thâu rồi. Thành ra bây giờ khi mà đến link các bạn, thì chúng tôi đã có cái phần link. Phần link là quê, tức là chúng tôi thâu quê trên quê các bạn. Thành ra cái nó đã có nhạc, hai cái nó đã thâu chồng với nhau rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phát lại đây để các bạn thấy là đây là phương pháp thâu quê trên quê ha. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Đây là phần gian tấu đó bạn, gian tấu đã thâu sẵn rồi ha. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn đến với chương trình học OK 2017. Sau đây là cái bài ngày xuân vui cưới các bạn. Chúng ta đánh theo cái điệu cha 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 tempo 130 intro mới các bạn. Và phần gian tấu phần phụ họa theo, tức là đàn tranh ha và đàn sáo, tiếng sáo trúc.